Người quay quá đẳng cấp ấy. Thôi ông nội ạ, tôi phải vất vả như thế nào đấy. Người quay thông á. Thông đi. Không được. Thông điếu. Xa xa đấy, điếu nó quách quá đấy. Được rồi. Chẳng gì thế chứ. Cái thiếp của nó đã tài ra. Cho nước vào đây mới hút được. Mình chế quả nó quách cho đấy. Quách cho lách. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Đây là chữ đóng bịt ở trong này là bịt cao. Chữ nước. Sao hôi hôi. Cái này hôi đấy. Thuốc cho anh cà vãi cà vãi. Ở đây có cái top này. Nhét vào đây cho bút được đấy. Để lấy ra đi. Lấy ra. Xong dùng chút lạo. Tí này thì cho hút bi từ ra. Chắc phê lắm ấy. Mà mà ta Bây cơ. Gì? Mời anh xây tẩu. Cái gì ấy? Mày làm gì ấy? Điếu. Điếu? Làm cái gì hay đấy? Cái ngải. Điếu à? Ừ. Được đấy nhỉ. Bật lửa đâu? Lửa rồi. Mày cái gì đây? Thấy là mày lại rút dâu ngô vào đây à? Không, thuốc lá. Hay phết nhỉ. Kêu cho nước vào trong ấy. Nào dạy mày làm cái này. Hôm trước em thấy cái ông già nào ông làm. Ừ. Đó. Đó thế. Anh ơi, thương nhìn ngứa mắt đấy. Đá thật đang thèm thuốc. Đừng ăn bắn được Barbie luôn.
không thêm nước lọc đâu. Đây là một viên. Đây là một viên nó chỉ ra. À, được. Nó hơi mùi cây ngái. Thôi để dành, để dành. Nó nhét vào đây để dành. Chỉ nữa. Mày điên rồi, chỗ đây hút rồi, bỏ đi. Hơi ít nước, hơi ít nước. Hơi ít nước. Chấm chấm nữa. Từ từ đi sao. Em biết chấm được anh hả? Đấy em chấm. Mới làm không chuẩn ít à. Cho nước này. Đấy để ta cho cái nước. Nước á, điểm xoay thế này nhé. Ừ. Ừ, đấy. Làm chưa? Đó. Ông có làm bi thuốc không? Ừ, cho ông làm điếu nào. Ừ, người có điếu ngon đấy. Điếu cháu không có ông ấy. Ai chế người ghế đến đây? Cháu. Tả thế à? Để bắt chưa ông ấy được à? Thằng này, giỏi thật. Ông có thuốc không? Đấy, cháu. Lần này lại không có thuốc rồi. Đây, đây, để cháu đi xin. Ừ. Ai à, thế này thì có mà. Ngon đi ông nhỉ? Ngon. Này, này ai chẳng muốn ăn. Đây ông ơi. Ngó ra thằng khoái rồi. Hơi vụt. Trò ịt quá. Đấy, bắt lửa đấy. Đấy, bắt lửa mà. Đấy. Thì chú là than nó khoái. Ai da. Thì hút điếu thuốc lào như long quân tử hồi khói ra ra các khẩu phong à. Cầm điếu tựa long đao à, như long đao thử hút điếu vào như long quân tử hồi khói ra như ra cắt khẩu phong à. Đấy, đấy. Chồng hút thì vừa xây thằng bé trong đó để nó quay ra nhà. Thuốc lào tứ thiệt à, Vĩnh Bảo giữa chữ Vĩnh Bảo hoặc là Hải Phòng thì hở không giữ được nước đấy thì phải cắt thật biết cắt thì mới chuẩn. Ừ. Đấy đúng rồi, phải khớp ở đây à. Phải khớp ở đây xong rồi kẹp xong rồi đỡ. Đây cái ông của ông làm đây này à, của ông đây thế mà không đây biết à. Đấy nha, thấy chưa à, đây làm đến đây. Đây khắc đây, đây. Xong rồi đừng để đứt, nó mới khít đứt, vừa vừa chạm đến mép dưới này thôi đây, kéo đây, vào dây buộc lại đấy. Ông dùng dây chi á đấy, đâu kể cả lấy cái những cái dây cây luôn đã làm phát được. Đây quấn đây, ngon nghề đây. Nếu mà không ấy thì thắt nó đầu đi nhanh không thôi. Đây chỉ cần dần một lần cũng được. Đây nhanh giấu điếu ở đây, thế không biết nãy cháu cứ đi tìm. Có hai cái không à? Xin thuốc. Hai cái không à? Một cái thôi nữa. Cái này. Đây là bách nhỉ? Đi đâu có điếu đấy. Điếu này chết rồi anh ơi. Điếu này chết rồi. Điếu này không hờ, thoải mái. Có tươi chỉ muốn cắt nữa hơi đấy thôi. Hết nước rồi. Hết nước, cây nước vào mà. Đấy thế là mình thông cái ra ấy, thì mình cắt là cắt trên này trước, cắt phải giữ không có nó hay gãy trên đầu này. Cắt này cái bấm này bấm này. Thế là bắt đầu bẻ từ từ, vừa bẻ vừa uốn nó, khỏi nó ấy. Mới chuẩn. Thầy biết nhỉ. À. Cháu học cho ông mà không chuẩn. Ừ. Thì đã thấy làm thôi mà chuẩn, phải thấy làm nhỉ. Làm kiểu nào thì nó mới ra được vấn đề. Còn đâu phải đơn giản đâu. Chiều hôm kia có đến nào rồi đây? Đây. Hôm kia là chụp video của ông. Anh ơi, nó xoay xoay rồi. Anh buộc lại chân đi.
Đấy, cứ từ từ đây. Anh cứ lùi lại là được chắc. Giữ như thế đã. Anh làm bí thuốc cho nó. Thì đã. Đây. Kiểu nguyên xoái quá. Kiểu nguyên xoái nghe à. Nguyên xoái thấy kiểu này. Đấy là vừa phải rồi thì có hút mạnh là bắn mồm ấy. Đây đây, bật lửa. Ừ, đấy bật lửa. Thúc vào như long quân tử thổi khói ra như cắt được không? Ấy toạt. Ây da, ông rít nhiều khói thế. Đấy, nó phải tế chứ gì. Nguyên là đúng hút thuốc lào. Cái điếu này nó phải tế, những cái điếu kia nó khác. Rồi, thì đây. Ừ, đi đấy. Cho mình cho cái đi. Vâng. Rồi đi. Buộc lại. Quên. À, đâu. Thắt. À, kéo nó dịch sang đây. Hả? À, tao bảo không cần, không cần. Không cần thế. Bẩn đi. Bẩn đi mà bẩn. Đấy, thế này là có cái quết rồi. Cái quết à? Dạ mà. Không bị quết rồi. Đây. À, quết đi, tao xay cho một quết. Không xay nữa. Không bị xay tao quết cho. Ừ, tao xay đi. Quết à? Tao quết à? Có rồi, không biết. Nào, cứ cẩn thận nha. Vâng. Đấy, có thịt kìa. Đấy, em đang quét rồi. Lúc này em kia bảo gì nhỉ? Hút thuốc lào như cái gì? Nâng cao sĩ diện. Nâng cao sĩ diện. Cơ mồm bờ phổi diệt thuốc lào. Nhưng mà trẻ con không được hút. Mẹ chết. Anh chín. Các bạn thì không được học theo. Các bạn xem nhá. Làm chói anh à. Quay đi mà đi. Phê quá là phê luôn. Phê nhỉ. Ừ. Hả? Thèm quá. Sắp chín rồi đấy. Nó đang sủi sủi bọt rồi. Wow. Món này mà nhậu thì thôi rồi. Ăn chưa? Hôm nay tao cho mày hẳn một bịch này. Anh ăn trộm rồi. Hết đây. Trộm. Mình nghĩ tao ăn trộm rồi. Ừ, vãi chưởng. Anh ăn rồi. Ui, từ từ cho khán giả xem nhá. Wow. Đây là món chân giò. Chân luôn đấy, không phải chân giò nữa. Quá là tuyệt vời. Đây này, đây này. Ừ. Wow. Quá phê mọi người ạ. Người quay quá đẳng cấp ấy. Thôi ông nội ạ. Tôi phải vất vả như thế nào đấy. Ừ. Đó, chén rồi. Ngồi đây cho mát. Mới là đặt đây, đặt đây. Mày lấy cái chậu ra đây cho anh, đặt xuống. Rồi, lấy cái chậu ra đây. Làm gì? Lấy cái chậu ra đây, cứ lấy ra đây. Cứ bẩn. Bẩn cũng được, đem ra đây. Nhanh, nhanh cái tay lên, đói lắm rồi. Đó. Ui, dọa. Em đi rửa tay đã. Ôi dạ quá rồi. Ây da, mày. Wow, mời các bạn nhé. Theo em nhé. Ừ, đây. Bóc cho em rồi. Bóc đấy. Ừ. Wow, mời cả nhà. Ôi, mời cả nhà nhé. Ngọt vừa ngọt vừa dai. Ừ.
Báo của em rơi, tạc quá. Rồi. Anh ok. À. Quên cả nhà mình đây, hoàn. Ừ. Cho cả nhà xem ạ. À. Đây là món đùi à. À, đùi heo. Không bị lở mồm long móng nhá. Đùi heo. Lợn thì bị đặt ở trong Việt Nam. Ấy phải cầm thế này là mới chất à. Wow. Mọi người. Một cái miếng. Ừ. Cái cắn lửa. Ừ, cầm cả. Ừ. Chấm hết rồi. Đâu? Ngon quá. Chỗ này ngon lắm này. Đâu vậy nhá? Mười lắm. Ăn đây. Ngọt lắm. Nó chèo hơn em ơi. Giật lên. Đây của mình ra nó này. Thơm lắm ở đây nè. Chất hơn nước cất các bạn. Thơm. Cho em nhìn ra. Tao xẻo miếng nào mày cũng đút vào mồm nhai còn chưa xong. Trời ơi. Ngon quá. Nó là món cả ngon nhất đấy. Đẳng cấp. Cái này em sẽ ăn. Không nấu món nào chẳng ngon. Đây rồi. Ui. Này. Ui, đỏ ạ. Ngon kinh người. Ngon lắm các bạn. À đâu nhầm, ngon lắm các bạn. Hơi tốn thời gian tí nhưng mà hai anh em chả có gì ngoài thời gian. Ôi, ngon quá. Mày cắn như lợn nữa. Ngon. Đáng ăn thật cao. À, thấy không? Ngồi đó, ngồi dịch vào đây, thật cũng giả đấy. Ngồi đó, ai nhìn thấy? Thấy. Lúc đấy ăn phải thôi một cái. Và nó cho bấy bỏ nó, ngửi nó. À, cảm nhận, ngọt, 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 ngọt. Cho tao ăn suốt mà chả béo mà mày cứ béo như lợn thế này. Mai tao thịt mày nữa rồi. Ăn. Mình ăn ăn mình giòn giòn sạch sạch này. Và khóc một cái. Mày cứ nhà hạng nuốt hết đi đã. À.
Ngon. Ui, em ăn cái móng này cho nó móng sữa này, ăn với cho có sữa. Có sữa? Mày có sữa kiểu gì? Ăn móng lở mồm long móng. Hả? Đừng có ăn cái móng này. Dưa anh bảo bỏ đi. Lở mồm long móng ấy. Wow. Ngọt quá. Ngon quá. Thơm. Vừa thơm vừa béo. Ấy. Chưa ăn đến phần ngon rồi. Gần gần thì ngon. Ủa cho em miếng. Ấy. Cho em miếng. À. Cho em miếng rồi. Ấy, miếng này của em. Này, cho mày. Đấy, ra đi. Sao đi? Đặt đi. Mời các bạn nhé. Từ ăn nhé. Ngon quá nhé. Món này rất ngon rồi. Number one. Là gì? Là number two. Là number two, number one. Rất là ngon. Ngon quá. Ngon nhỉ. Anh gặm nhanh quá. Anh gặm nhanh bằng mày. Mồm thì vẫn đang ăn mà vẫn còn tay thì vẫn xỉu. Không phải các bạn mình ăn cái này nó cảm giác nó ui trời cho mình được cho mình cắn dữ em cắn dữ nữa cái này nghỉ như sống 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 rồi trong xương trong xương trong xương hơi sống sống nhưng mà chẹt tuột nó ngoài ngọt nhỉ ngon nhỉ chẹt tuột ngọt càng ngọt. Em chắc thịt đại biểu đấy. Ừ? Ngày em chắc thịt đại biểu đấy. Hay là mai làm món đại biểu đi. Ừ được. Bảo mẹ em thịt đại biểu. Cho để lại bảo để lại cái chân, tao thích ăn chân đi. Thôi. Chân rồi. Chân nói chung là cái gì cũng được. Để cổ. Không thì để cả con đi. Chứ đâu. Cả con không nướng được. Nướng hết tao nướng hết. Có đại biểu này em à. Nó to lắm. Nó to to ba lần này nhỉ. Anh nướng cả. Nướng được hết. Nướng được. Gái ta, à người ta còn nướng được nữa là đại biểu như này. Ôi, thịt được hết. Cái ăn cả thịt nhiều. Ăn được hết. Không, ta chỉ khi ăn thịt không ta không ăn thịt là nào. Thịt con gái. Không ăn thịt người. Ăn hết chỉ cần mút mát. Ngon không? Tủy ăn đem mình cháo có một chặt chó ừ chặt chó thì chó ra hết rồi mút nó ra được hết đấy nè tủy này ngon được nhưng mà anh có thấy rất nhanh không chai nước của mày mày uống nhanh hết chó tại mày quay nó bị sập ừ. Chó nó gì biết uống cô cá. Ăn chó vào nước cô cà với cả thịt. Chó là biết uống cô cá. Mặn. Cái này đỏ thế. Cái đấy đỏ mà không em ăn dù. Cái này vẫn sống. Vẫn sống một gạch. Mút mát thôi vắt vét trong khoảng gì ngọt quá này nhỉ ăn xong rồi ngủ quá lúc hốc rồi ngủ thôi chào các bạn đi rồi ngủ đây mút đốt ăn nó những cái gió mát rồi ngủ quá ngủ đây luôn mai biết thì đem một chiếu luôn. Rắc ỏ nó thả luôn tốt trưa này á đây cỏ này có thêm này nha trưa này á thả vào ruộng lúa thả vào kia đến lúc người ta đi làm đồng thì mình cho ăn xong rồi nó lại non nó lên bể rồi ai biết đấy được đâu ờ sao nó ra nó chặt đuôi ra bò mình chặt đuôi ai bảo bò mình mà người ta biết
thế nó cứ thấy bò ăn là nó chặt thôi. Người ta trương, người ta ở nhà ăn. Mình ở đây cả trưa. À mai anh mang đi nhá. Không bòi anh chỉ quen nằm một chỗ thì há mồm ra đĩa cỏ. Không, mang đi cho vui. Cho nó ăn, cho vào những dụng cụ ăn này. Xong rồi em đi bảo người ta. Ừ, chẳng gì đâu. Gì vậy? Anh chào à? Chị. À, chào tất cả các bạn nhé. Clip này anh em tôi kết thúc ở đây đây. Như các bạn thấy hay thì đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh nhé. Nhớ đóng góp ý tưởng anh em nhé để làm được những clip hay. Bây giờ anh em tôi xin phép về đây, nhớ là ủng hộ Tam Am nhé. Các bạn nhỏ là không được học theo thằng này, thằng nào thằng này ông đạp cho phát rồi. Thôi clip chỉ mang tính chất giải trí thôi nha các bạn. Bye bye nha, nhớ đăng ký và ấn chuông bên cạnh nha để anh em Tam Am sớm đạt triệu sắt nha. Nút vàng, nút vàng. Chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tam Am TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tam Am TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tam Am TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.